Một số anh em hỏi mình là anh ấy bật chế độ chia khung hình nó ở đâu, chia khung hình là cái gì. Thì đây anh em nhìn thấy trên cái màn hình nó có ba cái grip này, cái này 33 này, 33 là 3 × 3 là 9 đấy. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em bật chế độ grip trên con A73 nhá. Đây là cái Sony A73 với cái 2470 ạt. Thì cái combo này anh em sử dụng khá là nhiều. Cái combo này thì được cái là to và nặng, to và nặng cộng với lại khá là mắc tiền nhá. Combo này bây giờ mua chắc nó phải tầm gần 50-60 triệu, tùy cũ hay mới anh em nhá. Con này thì cũng rất là đẹp luôn, và chụp gia dụng thì khá là ok. Bật được cái đường lưới thì anh em vào menu như sau cho mình. Đầu tiên anh em vào display auto review này, sau đó anh em vào cái trang số 6 này, trang tab số 6 trên 9 cái tab này, và cái dòng số 4 nhá các bạn. Thì anh em chọn cái grip này. Cái này nó có mấy tùy chọn nha các bạn. Anh em có thể là chọn cái S-square hoặc là cái ruler. Ở đây thì mình chọn cái ruler up 3 thì nó sẽ ra cái hình nó như này anh em. Đó anh em thấy không? Như này sẽ nó sẽ dễ bố cục hơn cho các anh em. Ví dụ như anh em muốn bố cục là đến như này, hoặc là sang bên này, hoặc là ra giữa này, thì nó khá là dễ dàng cho anh em luôn. Khi mà chúng ta đi chụp thì anh em làm bất kỳ cái gì, làm bất kỳ việc gì thì cũng sẽ rất là đơn giản.